Ngày 10 tháng 10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thủy 1981, ngụ tỉnh An Giang, 14 năm tù về tội trộm cắp tài sản, 3 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt bị cáo thi hành là 17 năm tù. Theo cáo trạng, đầu năm 2016, Lê Thị Thủy muốn có nhiều tiền tiêu pha nên nảy sinh dự định làm giấy tờ tùy thân giả rồi xin giúp việc nhà, rồi móc túi tài sản nhà chủ nghĩ là làm, Thủy lên trang mạng xóm hội đặt làm giả nhiều chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu photocopy có một đỏ chứng thực sao ghi bạn dạng chính. Sau đó, Thủy tóm những giấy tờ giả trên đi xin làm người giúp việc nhà trong bốn gia đình. Lợi dụng những lúc chủ nhà sơ hở, Thủy chiếm đoạt rất nhiều tài sản như nhẫn, dây chuyền quà, ngoại tệ tổng cộng, bốn gia đình thiệt hại hơn 500 triệu đồng gì thôi phải nữ giúp việc bất lương. bị cáo Lê Thị Thủy tỏ ra hối hận tại tòa. Đơn cử, cuối tháng 7 năm 2017, Thủy đọc trên báo mua bán và biết gia đình bà Phạm Thị Hoàng Thúy đường cách mạng tháng 8, phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, rao tìm người giúp việc. Thủy chủ động liên lạc qua lát tốt với bà Thúy để xin diệt. Chủ nhà đồng ý, Thủy đến nhà và đưa bà Thúy xem chứng minh nhân dân tên Nguyễn Thị Thanh Lan cùng sổ hộ khẩu chứng thực sao y bạn dạng chính. Thời gian khiến cho nhà bà Thủy, Thủy chú ý thấy trong phòng phi tầng chồng chủ nhà có một két sắt. Tối 30 tháng 7 năm 2017, thấy gia đình chủ tập trung xem TV dưới phòng khách, Thủy dội vàng đản vào phòng ngủ lục tìm chìa khóa két sắt. Nhưng lúc gia đình nhà chủ ra ngoài, Thủy mở két sắt lấy 700 triệu đồng, ba lượng quà, 1.000 đô la Mỹ. Có tiền, Thủy bỏ trốn về nhà trọ ở thị sống Dĩ An tỉnh Bình Dương. riêng đối tượng sử dụng trang mạng đã làm giả nhiều loại giấy tờ cho Thủy nhưng Thủy không biết rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể của người này. Vì vậy, cơ quan tác dụng không thể xác minh, điều tra làm rõ.